Hai anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Sidex. Bỏ này đi này. Chắc mình chọn được thêm một con nữa, mình sẽ chọn Darcy hoặc là mình sẽ chọn được kia. Hai khoa học này khá là tính. Mình xui em. Không có triển vọng lắm. Mà tỷ lệ chí mạng của các con này như thế nào nhỉ? Sao có lúc đánh chí mạng lúc không nhỉ? Không hiện tỷ lệ chí mạng à? Tỷ lệ chí mạng ở đâu nhỉ? Crit. Cái mấy chỉ số kia là gì? Mình chỉ biết một, như một cái là công vật lý này. Máu này. Giáp là giáp phép này. Công vật lý là 210, giáp là 180, với giáp phép là 120 đúng không? Darcy không biết bao nhiêu tiền. 40 vàng mình không có floor thì cũng không đánh được. Không floor đánh không tín đâu anh em. Thôi hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này đã nhá. Bye bye. A few moments later. Hello anh em, đây là mình sau chuỗi thua và mình đang có nhưng mà mình trận này mình có mana thì mình không đánh Yon được anh em ơi. Lấy về với đâu? Với đâu đâu? Với đâu đâu? Mình sẽ phải bỏ Yon đi rồi. Rất tiếc. Mình sẽ đánh đồ lại này. Bạn này giữ mấy bạn này lại. Cho mana cho bạn Moren, bạn ấy bùm phát luôn. Mặc dù bạn ấy không có pháo thủ thì kích. Thêm một pháo thủ bạn kia này. Khoa học. Shit bro. What the hell bro. Nakot khá sớm nhá, nhưng mà chỗ này mình sẽ không đánh Nakot vội. Mình sẽ thêm hạng khoa học bạn này. Thêm anh đồ này vào này. Bạn mình kích bạn pháo thủ này nhưng mà bỏ cái đồ tạm này. Mỉm cười hết trăm mana không giấu cho mình một cỡ em Uchiha ha ha này à. Bùm luôn này, bắn chí mạng này 240 với cả trăm cái này bao nhiêu giáp nhỉ, 80 giáp hoặc 120 giáp đúng không, để ý nhá, thì mình soi xét lại ở đấy đi. Ba khoa học thì đầu game cũng khá là ok, cầm máu khá là tốt, nguyên lỗi nào truy hồn không? Hai mana. Hai mana đi. Chúng ta sẽ chơi Nakazot nhé. Nakazot hai mana luôn. Hai mana cho Nakazot luôn. Ba đủ cho Nakazot luôn. 1, 2, 3. Xin. Em cười. Em hết trăm mana. Câu em Uchiha ha ha. Đâu em biết không, về bỏ hip hop em hãy chụp với con bạc đôn trẻ tôi mới thích đồ sĩ cũng được. Đó, con này vừa nãy là 240 giáp đúng không, thì cái mà cái này bây giờ nó còn 120 này, thì nghĩa là cái bên trái sẽ là giáp vật lý và cái bên phải sẽ là giáp phép anh em, theo mình đoán như thế. Cái kia sẽ là công vật lý. Con này theo lý thuyết thì là thế, đúng không? Nghĩ chỉ thế thôi. Và là gì nhỉ? Cái cục bằng vàng kia mình không biết là gì, như là chí mạng à? Len đây, và có cổ phen xui đã si cần đấy, như cần. À, đấy để khoa học một chút nhé, thì mình sẽ thay nguyên tố các thứ vào sau. Ê này, con voi này có tự nhiên để thêm cái 100 kia mà mình không biết 100 ấy là gì. Miễn thương à? 100, ớ con nào cũng 100 này. Có mỗi con van heo này không có. Mà con van heo này cũng có mana luôn. 100 này là gì nhỉ?
Anh em nào biết có thể giải đáp giúp mình được không nhỉ? Ta xin được điểm đầu sĩ. Đó, tại có mỗi con văn heo này không? À, con này không có này. Là sao nhỉ? Là 100 đấy là gì? Trăm... 100 là gì được nhỉ? Mãi không nghĩ ra luôn đấy. Rồi xong con này sấy con nào có mình. Choáng nó. Choáng nó, không chết rồi. Mất cái chuỗi của mình rồi. Nguyên tố à? Vòi 2 rồi, thế thì đâu cho vòi. Còn con thần, diêu, được săn quỷ vào đó nhé. Con diêu này có năng cần vào. Mà nguyên tố ai mà thật mà này. Crack này nó không có cái đấy này. À không, hình như vào trận nó mất cái đấy sao nhỉ? Mấy con ở ngoài thì vẫn có này. Con nào vào trận thì nó mất à? Cái đấy là gì? 100 này là gì? Có nhiều mà. Ngăn can. Voi nữa. Lấy con voi nhỉ. Thu đen hơi phí. Đấy con này vào mất luôn cái đấy. Cái đấy là gì nhỉ? Công vật lý, công phép, khả năng là công phép anh em ơi. Công phép à? Gì? Đang nghiên cứu dần. Cũng được, thử một tí xem sao. Chơi sát thủ mình sẽ cho thử một chút xem sao nhá anh nhé. Con này đứng lại này. Cái tiếng áp ngon hơn nhỉ. Đốt máu và Narcot nó xuống ulti mới chết chết. Tác thủ yếu nhớt em ơi. Giờ quá. Tác thủ rồi. Đấy không mất máu nữa. Tét tí anh em ơi, tét tí mà mất mấy máu của mình rồi. Không cần đồ này đúng không? Đồ voi thôi. Này nhót này. Phiêu ra. Phiêu ra. Voi đi luôn. Đó thì có con rồng nó đứng cạnh con Narcot là nó sẽ ulti luôn anh em ơi. Sợ. Không cần bán thần đánh nguyên tố cho này. Trong mấy cái này không có nào tăng công phép nhỉ? Tăng 20 năng lượng, tăng máu tối đa, tăng giáp với công vật lý này. Khả năng công phép thật đấy anh em. Nhưng khởi đầu chắc là không có nào công phép hay sao nhỉ? Đi đám đấy. Chết rồi, Idan ấy. Giết nổi địch luôn này, trợ thủ, không xin giết rồi.
Butterfly. Butterfly mọi người. Nhót quá. Butterfly nhót. À. Hơi mỏng, hơi ít đam anh em, phải thêm có gì, thêm đam không? Gì? Teo rồi. Butterfly cấm này đi. Siêu, thương mắt đáy. Nó có thể tin không ra đam anh em. Cần một. Đúng chặt ngăn rồng nó thổi luôn. Không. Là có. Nốt này đi. Nhiều đam nhỉ, Caffini, cho ta ăn Caffini nào. Đi đứng sấy à. Butterfly, Butterfly nhiều đam á. 8.000, 5.000 một. 5.000 một Caffini đứng sấy, Azenka đúng này đi. 100 là thêm 60, thêm 40, thêm 40. Chết mà còn nắc nó ít đam. Cái dành gạo ulti một phát rồi. Ít đam quá. Hai, ba. Mình nhót, tu len, dư. Tu len nhót. Hai con này mà. Dư. Dư, ok. Tìm rồng nữa anh em ơi. Rồng. Rồng ba con. Rồng ba con sao tìm được em? Ra đánh kiểu gì nhỉ? Tìm nắc hai à? Tìm nắc hai một con rồng. Bốn hắc ám rồi. Foil đi sớm này. Cần thêm truy hồn. 10, 60, 120. 40. Ba đồ này vẫn ngon. Truy hồn cho con Nazenka vậy nếu có. Rồng, thương. Thương đi. Nanok. Cát. Anh Liêm, anh Liêm. Con này có ra ấy không? Cứng. Đây thôi. Đây là vòng. Phát rô. Là có còn 7 con. Mà nó ăn choáng này. Khó nhỉ. Magic prevails.
công ty hơi chậm anh em. Cho có hơn không? Vào công ty đi em, các thứ đi em. Chết anh rồi. Chúng con rồng xem cao công ty đẹp. Còn liềm giáp bộ mệnh. Giáp bộ mệnh em ơi. Xem cao công ty phát. Trẻ nốt bên kia. Bây giờ nó mới ra em ơi. Hết thế nhỉ. Cho Azenka được không? Giống. Ra muộn quá. Chết rồi. Chở mãi anh em ơi, chở mãi rồng bây giờ mới ra. Anh em lấy rồng ghê quá. Không kiếm được rồng mà đánh luôn ấy, lên thên hết rồi. Hướng. Chịu không? Biết làm gì được. Xin ra cái thương này. Thương. Nhiều voi vãi, rồng đống voi. Voi một con. Tìm con rồng ra, ra mỗi con voi. Gọi để nó công ty thẳng luôn này, con cát đứng góc kia, tay đứng góc bên trái này. Thế con rồng đứng góc bên này đi, Azenka đứng góc bên kia, tay góc bên kia. Hoặc Azenka không, con rồng cũng ăn được con cát nhưng mà cần được solo con cát. Check thương nhá, thương hướng đáy bên kia nhá. Rất nhiều máu quá. Lên 9 không nhỉ? Nắp 4 nắp 3 rồng xong mà đánh. Đến 9 thôi, kiếm con cát thôi. Kiếm thên thôi. Thên vào phát bổ luôn này cũng được. Thêm thên. Thên trên kia. Khóc đứng giữa, rồng đứng dưới đáy, thên đứng góc này. Thên xuống. Giờ mới ra. Có truy hồn. Ok. Thế thì rồng này được carry đi. Vương đáy đúng không? Thêm góc này. Trông điên nhỉ. Lo góc này, thêm hai thêm này. Không chơi. Thêm này một choi anh em ơi. Anh ta sẽ chơi góc này đi. Đó, floor xiên nhưng mà nó không chết. Rồng thổi truy hồn. Nhảy. Bên cao công ty. Bên cao công ty. Bên cát vẫn còn giáp bảo mệnh. Sống lại được. Rồng còn truy hồn. Bên cao carry. Một bạn đi luôn này may thế. À, sao mình lên luôn được nhỉ? Lên luôn chưa lên quái gì kìa. Chả lấy cái gì mà lên. Hai vòng đúng không? Sống hai vòng đúng không?
38 là 48, 48 pha sau là 44, à 46 với 48. Cần mana đi, chắc thánh. Dân ca đi. Mày cho dân ca. À, là cót 2 này. Vui đấy. Sau này cho dân ca dân ca công ty sớm nhá. Ê... Tiết kiệm đi, tiết kiệm một chút không nhỉ? Thế thì tiết kiệm mất. Không sao, góc này cũng được. Đây là dòng. Ê, mình cho con Nakot mình truy hồn nhá, xong mình cho cái con idol cho Ezanka đi, xong cho Nakot truy hồn. Cho Nakot cái Eket. Eket cũng đau. Truy hồn cũng đau, truy hồn thì chẳng cho cái kia được. Đó, thì con Nakot này cũng tin được luôn. Có Eket. Ezanka cầm hai đồ kia. Thủy, dòng giữa, dòng đây ngon hơn. Dòng đây carry. Eket cho Nakot. Hay kết hay cho nó truy hồn đau hơn. Truy hồn đi. Nào có carry trận này mà nhé. Là dòng carry đâu. Mình ra đây được. À thằng ca cũng được. Cho nó cho dòng. Thêm một Lily được. Khác không? Lights is fleeting. This is the source of all powers. Có được giữa ngon hơn. Ở góc này cũng được. Chắc là tính sai anh em ơi. Ơ sao tính sai nhỉ? Sao phải bút mana chứ? Sao tính sai hiểu năng hot nó phải ulti luôn chứ. Hai ô ừ nó phải là ulti luôn chứ. Sao thế nhỉ, đủ tiền không? 6, 9 vừa đủ. Phải ulti luôn chứ sao lại thế nhỉ? Không đáng. Nó có giữa. Nó có mày đẹp anh em ơi, không cần. Nó có giữa đi. Anh à, tại sao nó không ulti luôn nhỉ? Đấy. Phải ulti luôn chứ. Tính sai à? Nhưng mà con nào có này vẫn cầm truy hồn thật nó mới gánh được. Nhưng mà sao tính sai nhỉ? Ý là mình không tính sai ở chỗ nào luôn ấy. Không hiểu sao tính sai. Sao tính sai. Lily này. Don't worry, I'll go on. Amuse me. Từ từ nhé. Dân ca này. Này cho nó voi đi. Là nó cót này. Này nó còn voi ulti được luôn. Nó cót cũng ulti được. Không. À, nó chỉ búp 20 thôi anh em ơi. Nên hai này cũng búp 40 ấp. Vẫn đủ mà. Ơ, sao thế nhở? Ơ đây nhá, 40 nhá, cộng 40 nhá, cộng 20, cộng 20 là 120 mà. Nó có chỉ 120 thôi mà. Sao nó không bay được nhỉ? Sao nó không ulti được luôn nhỉ? Khó hiểu lắm. Chúng ta xem xét tướng rồi. Cẩn thận này, Ron cẩn thận. Rất cẩn thận. Thôi giờ hơi khó hiểu nhá, nhưng mà hay mình cho búp hang hai bên hai con nhỉ, cho nó yên tâm nhỉ. Này không
ý là bạn muốn như thế này á? Thì con nào có bị bụi búp á? Trùng nội tạng, ừ, hay trùng nội tạng, ồ nội tạng không hiểu lắm đấy, nhưng quả này lẽ ra là nó sẽ ulti luôn, theo lý thuyết là nó sẽ ulti luôn nhé. Không ulti luôn được. Ê mà tại sao ấy? Ý anh em phải cho mình một lời giải thích hay sao đó chứ. Ê thắng mà vẫn không hiểu tại sao thế. Đúng không? Mình cộng gì sai nhỉ? Nakot 20, 40, 40, 40 là 80. Cộng 20 bằng 100, cộng cái này 120 chứ. Game bug, game lỗi anh em. Sao nhỉ? Thôi anh em ơi, với mình kết thúc rồi, anh em thích tiếp chuyện hãy like, subscribe, hẹn gặp lại trong các clip lần sau nhé. Là hiểu kiểu gì. Bye bye anh em.